Chào cả nhà, buổi sáng. Hôm nay là cả nhà mình đi biển Myrtle Beach. Cả nhà cùng đi với mình nha. Chào chào cô chú và con. Hello cô chú. Ba ba, chào cô chú ba ba. Good morning. Ở nhà có buổi sáng này mình đang đứng chờ đèn đỏ đó, buổi sáng mọi người đi làm đó, cả nhà thấy xe không đó, thấy xe chị Thạnh chục xe này mà chắc này xe kia. Bây giờ mình đề ba chạy là tới 9 giờ tối mình mới tới cái biển đó rồi các cô chú các bạn chạy 9 tiếng hả? 9 tiếng đồng hồ ạ. Ở đây đi biển nó xa như vậy đó cô chú ơi. Đi mà 9 tiếng đồng hồ mới tới nơi, tới cái biển. Vậy bây giờ mình đi vô trong cái chỗ nghỉ dừng chân lại đi cả nhà. Đó. Chuyện này thôi cả nhà nhé, xe người ta đi vô người ta đi cũng từ tiểu bang này qua tiểu bang khác các bạn nha. Người ta phải vào. Đó. Đi coi. Đây chỗ đi nhà thấy đẹp không? Mọi nhà nó làm từng cái trò trò như vậy đó mọi nhà, nhìn dễ thương quá hả? Đó, cái chỗ này là chỗ để cho mình vào mình dừng chân rồi mình đi vệ sinh đó cả nhà. Hơi bị nặng, cái cây dễ thương vậy. Bên kia cái cây này mình thấy cái cây đẹp này. Chỗ mà để nhận hoa hồng hai bên đường đi vô nó làm cái cây cũng đẹp lắm mọi người, hai mình bự như cái thông á cả nhà, này là cái thông cái chắc cái dịp bây giờ mình đi vô cái chỗ này là cái chỗ mà đi vệ sinh đó, một bên nó xay cho nam rồi cả nhà, một bên nó xay cho nữ, thì bây giờ mình vô nha. Ở trong đó là cái gì đó? Ủa cái đó là cái outlet đó không? Ồ cái này cái outlet. Outlet đó mới thấy rằng Rock Rolling nó outlet đó. Carolina Premium Outlet. Cái này đẹp giống nhau thôi. Đẹp ghê, mấy khách sạn quá đẹp á. Vậy này mấy cái chỗ bên cạnh đẹp quá. Ui chà cái xe thẳng này đẹp quá đi kìa. Cảnh này đẹp với cả nhà ơi. Cả nhà này qua này. Này cả nhà coi là cái cảnh này đẹp không? Cảnh rất là đây đẹp cả nhà coi này. Mấy cái cây này. Ủa bóng này cũng bóng này. Đó, đẹp không cả nhà? À
Lemon West. Ôi cái cây đẹp quá. Mình đẹp không? Wow, cảnh nó quá đẹp nè cả nhà. Quá. Giữa cả nhà quay này, nó xây mấy cái khách sạn rất rất là đẹp đây này. Quay này. Qua đường nghe anh. Wow, mấy khách sạn đẹp quá, bên ngoài thôi không biết bên trong như thế nào. Mà bên ngoài là rất rất là đẹp cả nhà. Rose Hill. Wow, mấy cái đúng là Rose Hill. Mấy cái đồi góp à, trong trường là trường góp. Này là trường góp không à, chỗ này là trường góp. Wow, cái hồ đẹp quá. Cái hồ các bạn. Cảnh đẹp quá các bạn thấy không? Quá đẹp đấy. Chỗ này weekend mới đông. Sân gốc này lớn to nha. À, sân gốc này đẹp quá. Rose Hill. Quá đẹp. Đi thì hơi xa. Ủa mấy cái cây này đẹp ghê cả nhà. Mình mê mấy cái cây rủ này quá nè, đẹp quá. To to cả nhà coi đẹp lắm. Mình đi 9 tiếng hơn mà xuống thấy mấy cái cảnh này mình thấy mình không ân hận nha. Ở nhà qua mấy cái cây này đẹp không, nó giống như một cái lâu đài đó. Nó rất là đẹp, nhìn nó giống như mình ở là đang ở Đà Lạt vậy đó.
đây là cái khách sạn đó cả nhà, Indigo Ranch khách sạn à, trước cổng của mấy khách sạn đó cả nhà, đẹp quá trời đẹp luôn. Đây là cái shopping cả nhà. Khách sạn trước mặt kìa. À. Đó. Marriott nè, số quá đúng rồi. Tới nơi rồi cả nhà ơi. Mình vô làm sao? Có người đó mình đưa giấy cho nó làm sao? Mình có reservation rồi mình đưa. Có người gắt cổng rồi cả nhà, có cái chú này chú gắt cổng này. Hello. Where are you in? Yes. No, first time. Make a right hand turn. Uh-huh. First building up here to your left. Okay. With Collins is registration. Over there. Okay. Yep. Thank you. Thank you so much. Thank you. Trùng giống này đẹp ghê anh, có cái hồ đẹp ghê cả nhà. Cái này giống Florida ghê anh. Mấy đúng cái rồi, resort giống như Florida. Cái hồ đẹp không kìa. Hồ đẹp. Hồ dưới đẹp. Còn đi vô đây nè. Check in ở trong này nè. Đây phòng tắm, check in đây. Check in ở đây, ông nói ở đây. Ở đây luôn không? Anh thống đậu ở đâu? Ờ, cái gì nè? Thống có handicap kìa. Thống có handicap đậu. Mình đậu ở đây 15 phút. Mấy khách sạn kia thì đường đi vô nó đẹp hơn mấy cái khách sạn này. À hả? Đâu không phải con, cái này là khách sạn đó con. Khách sạn nó sai vậy. Vô chị em. Em lấy cái kính bỏ vào đây cho mẹ. Đường xuống biển là đường nào trời. Ủa sao lần này có phải xuống biển một lâu chứ biển. Giờ mình đã đến khách sạn rồi cả nhà ơi. Đây là mình quay cho cả nhà coi nha. Đây là cái đường bước vô nè. Đó. Đây là cái cửa nha cả nhà. Đây là cái cửa bước vô. Ở trong này, trong này mình có cái phòng giặt đó cả nhà. Đó, có phòng giặt đó cả nhà. Phòng giặt, máy ủi, à, bằng ủi. Đó, bằng ủi, máy sấy. Đó, có hết đó cả nhà. Đó. Nhà thấy không, đây là có hết tất cả. Đó. Đây là một cái phòng giặt, người ta có bỏ xà phòng cho mình giặt đồ luôn cả nhà. Này người ta bỏ cho mình xà phòng giặt đồ luôn. Nó bỏ cho mình cái rổ nè, cái laundry, cái rổ bằng ủi và cái bằng là. Đó, đây là cái phòng giặt. Ở đây có một cái phòng. Phòng này có hai giường. À, phòng này nè có đó. Phòng này có hai giường. Mình turn on cái light nè. Turn on this one. Đó. Phòng này có hai giường cả nhà. Có một cái tivi. Đó. Tivi có một cái tủ. Đó. Tủ nè cả nhà, đó. Đó. Tủ, bên này là có một cái giường. Trong này có một bồn tắm. Đó, có một bồn tắm. Cả nhà coi đây có một bồn tắm nha. Đó. Cái bí mở cửa nha nè. Người ta cuốn cái khăn này cả nhà. Đó. Đây là cái bồn tắm. Tắm bồn cả nhà. Đó. Người ta để khăn cho mình, người ta rất là lịch sự. Và vào đây. Đường đây là đường đi vào. Đi vào đây thì có một cái bếp. Một cái tủ lạnh. Khách sạn mà cho thuê một cái tủ lạnh. Đây là cái tủ lạnh đá. Đây là cái tủ lạnh để đựng đồ ăn. Cả nhà thấy rộng không? Đây là tủ lạnh đồ ăn. Đó. Đây là người ta để cho mình nè. Ly nước. Ly nước. Người ta để sẵn cho mình hết ra nhà. Giống như một cái nhà vậy. Bộ dao. Ấm nước.
cái lò nấu, cái microwave, cái lò vi sóng đó, người ta để sẵn cho mình hết luôn, lò nướng, lò nướng này cả nhà. Đó, đây là một cái máy pha cà phê, đây là cả nhà coi nè, người ta để đĩa muỗng cho mình luôn, ta để đĩa muỗng cho mình luôn đó, ly cho mình luôn. Cả nhà thấy nè, đến giờ mà cái làm bánh người ta cũng để luôn. Wow, cái lò này là cái toaster để là nướng bánh mì luôn, và cái điện thoại, cái này là cái sink rửa chén. Đúng rồi. It's so nice. Đây là cái cabinet ở dưới này, cái thùng rác ở dưới này. Đó, review sạch cho cả nhà coi. Đây là cái thùng rác. Ở dưới này người ta bỏ xà phòng để chén cho mình luôn cả nhà. Anh lấy cái xà phòng để chén cho cả nhà coi này. Đó, có xà phòng để chén luôn, xà phòng cục là cái máy rửa chén. Người ta bỏ sẵn cho mình hết luôn cả nhà. Này. Cái này là cái máy rửa chén người ta cũng để. Wow, bên này là cái máy rửa chén này cả nhà. Ở khách sạn mà có máy rửa chén luôn. Tuyệt vời, tất cả tuyệt vời. Đó, mình đi vô trong, đây là mình đi vô trong. Vô trong đây thì mình có một cái bàn ăn. Cả nhà thấy không? Đây có một cái bàn ăn nè. Đó, cả nhà coi nè. Đó, có bàn ăn. Đây là đồ của mình. Có mấy bức tranh rất là dễ thương cả nhà. Nhìn rất là dễ thương, rất là đơn giản nhưng mà rất là dễ thương. Đó, đèn. Sofa. Đó. Có một cái couch, cái sofa, một bức tranh, trời gió biển mát quá. Mấy cái đèn đó. Bật hết cho nó sáng. Ở đâu cũng có đèn hết cả nhà. Đây là một cái tivi. Cái chỗ này là chỗ để cho mình ngồi ăn uống chơi trong family cả nhà. Rồi trong này có thêm một cái buồng phòng ngủ nữa. Này là phòng ngủ của hai vợ chồng mình. Đó. Đây có một cái buồng tắm riêng nữa nha cả nhà. Đây là một cái bật đèn lên cho sáng. Đó, ở đây là có một cái lối. Cái lối ra một cái balcony để mình đi ra sau nha. Đây là cái phòng ngủ thứ nhì. Đó, bật đèn lên cho nó sáng. Đó, cả nhà xem. Đây là cái đèn nữa, đèn để đọc sách đó cả nhà. Này mình trên ốp là cả nhà thấy nè, cái đèn đọc sách đó. Đây cái phòng làm việc, phòng đây là phòng làm việc của mình đây. Đó, mình ngồi đây. Đây cái giường đó, nó khăn để lại cho mình nè. Và đây là cái chỗ mà để mình đựng đồ, mình treo đồ lên đó cả nhà. Đó, mình bỏ cái vali mình đập vô đây rồi đó. Một khách sạn rất là đẹp cả nhà ha. Đó. Cả nhà qua cái bồn tắm đứng nè, hai vợ chồng mình sẽ tắm ở đây. Wow, một cái bồn tắm rất là bự. Wow. Cả nhà thấy không? Khăn người ta xếp nè. Đó, người ta cho mình những cái cây này là những cái cây để sợ mình trượt té đó cả nhà. Người ta để cho mình quanh cái chỗ lúc mình tắm, người ta rất là kỹ. Người ta để quanh đây luôn cả nhà. Ở nhà coi nè, cái cây này nè, nó sợ mình trượt té. Và những người handicap á, những cái người mà bị kiểu như không đi đứng đó, người ta có cái chỗ cái ngồi cho người tắm luôn. Cái khách sạn này nó rất là đi theo những cái mà mình không có thể ngờ tới được. Đây là một cái máy nè, cái kính là cái kính trang điểm nè cả nhà. Đó, nó rất là chi tiết vào những cái mà mình không có thể nào mình ngờ được luôn á. Cái máy trang điểm, cái kính trang điểm nè. Đó, mình đây. Rất là đẹp cả nhà nha. Phải không cả nhà? Rồi trong này nên để cho mình cái này. Cả nhà thấy nè, hai phòng tắm riêng biệt luôn cả nhà, hai phòng ngủ, hai phòng tắm. Đó, cả nhà thấy không? Ở trong này là trong này là một cái phòng tắm riêng biệt nữa. Đây là cái đi cầu riêng. Sáng sớm ai vô đây? Đó. Đây cái cầu ở trong này. Đó, rộng rãi ghê không cả nhà, treo đồ. Đó. Đúng
Đó, cái này có một cái rửa mặt ở ngoài, nước sông này có cái rửa mặt. Đẹp chứ, chưa bao giờ thấy mà đẹp như vậy đó. Ví dụ như chú đóng cửa thì ra đó, cái phòng đó không, còn đi chảy thì chú dừng lại, không biết cái phòng bé bự cỡ mô. Rồi cái phòng này mình đi ra đây. Đừng có hình người trong mặt, đừng hay giọng của mình. Đó sao lắm? Đấy. Bình thường. Ở đây mình có đèn không ta? Ba ba ở ngoài nó có đèn không? Bật chung cho cái đèn cho sáng cái ngoài này cơ. Không biết nữa. Qua cả nhà thấy nè, view của một cái hồ bơi. Đây cả nhà. Không, mình có bạn không có đèn, nó kêu tối nó không cho bật đèn ở ngoài. Nhưng mà bây giờ không bật được à? Không có đèn. Ồ, một... nhớ không? Cả nhà thấy nè, cái hồ bơi đẹp quá. Ủa biển đâu? Biển là mình phải đi bộ. Qua đi cái bo ra ngoài đó mà biển này có bơi được không đây? Đi bộ đây, cứ đi bộ ra 5 phút, 3 phút, 4 phút. Cái bo đó quốc ra ngoài đó đó. À, đi bộ ra ngoài biển đó. Cả nhà thấy đây là một cái island đó cả nhà. Bơi đó. Đẹp quá cả nhà ơi. Trời ơi, đây là mình enjoy là mấy ngày ở đây relax. Ở đây là ngồi ăn nè, ngày mai mua cua mua đồ về đây ăn. Rồi mình review sơ cho cả nhà hôm bữa nay nha. Ngày mai là mình sẽ đi ra biển chơi rồi sẽ chụp hình. Cả nhà cùng theo dõi với mình nha. Quay cái cảnh đi tới biển và review cái hotel mình ở. Đi tới biển và review cái hotel mình ở cho cả nhà xem. Rồi cả nhà cùng đồng hành với mình buổi hôm nay. Rất cảm ơn cả nhà và các bạn. Mong các bạn thương yêu gia đình của Mai Châu Family USA. Xin cho Mai Châu một like, share và subscribe nha cả nhà. See you cả nhà ngày mai. Bye bye.